Vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình có một cái máy gọi là Oppo F5. Đây, Oppo F5 đây các bạn. Thì phiên bản Oppo F5 này thì hiện tại là đang được đang bị coi như là bể hết màn hình đấy các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Bể nát như thế này luôn. Và hôm nay mình sẽ đưa ra giải pháp gọi là thay về màn hình Oppo F5. Đây là mình đang có về cái màn hình mới nè. Đây, đó, màn hình mới mình đang có sẵn trên đây luôn. Và đây là màn hình được coi là màn hình Oppo F5 ở đây ha. Đó, trên đây đang có về những cái màn hình mình đang có sẵn hết. Đó, để mời các bạn cùng xem. Thì về trên màn hình chúng ta nhìn thấy là về màn hình mới nè. Mặt sau của màn hình đây có một sợi cáp nè, đi qua đây. Và trên này chúng ta nhìn thấy là có thể dán keo nè, keo đường xung quanh. Mặt trước đây, đây là màn hình mới nha. Đó, thì hiện tại shop đang có sẵn những cái màn hình như thế này. Đó, những ai mà có vấn đề chúng ta cần chúng ta liên hệ tại shop ha. Địa chỉ shop là 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Rồi, bây giờ như sau. Đối với dòng màn hình này chúng ta nhìn thấy là bị bể nè, mình sẽ đưa ra giải pháp và thay màn hình để mời các bạn cùng xem trên đây. Thưa các bạn, trước tiên mà chúng ta thay thì các bạn sẽ tháo về cái SIM đi. Cái SIM ra. Đó. Thì ở đây là màn hình mình cũng đã test và rất là kỹ rồi. Về tắt nguồn, tắt nguồn chúng ta nhấn giữ nút kích nguồn và chúng ta tắt đi. Nhưng mà hiện tại là cái hình nền là mình đã không nhìn thấy, nên vấn đề tắt nguồn là mình bỏ qua một bên. Rồi bây giờ tiếp theo, thưa các bạn, bây giờ mình sẽ tháo ra nè, tháo vỏ ra nè, các bạn thấy không, vỏ đây đó. Thì trên vỏ này chúng ta sẽ tháo này ra đây ha. Rồi bây giờ như sau, mình sẽ tháo về vỏ ra nè. Đây đó, chúng ta có thể dùng bằng tay hoặc là chúng ta dùng vịt mỏng, các bạn tháo như thế, dùng tay thì có thể là nó sẽ dễ đỡ bị hư hỏng đó, trên về màn hình hơn. Đây thưa các bạn, đây là cái vỏ nè, chúng ta tháo ra. Thì các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ tháo về gì đây ra. Các bạn sẽ tháo về như là cái vị trí về vân tay, chúng ta nhấc ra vừa nha. Đó, đây là vân tay mình sẽ tháo qua để qua một bên. Và lúc này thưa các bạn, chúng ta sẽ tháo qua một bên đây, nhấc thẳng lên luôn là không sao hết. Đây là vỏ của màn hình, đó, nắp nhựa mình đã tháo ra được. Rồi tiếp theo nữa, thì các bạn sẽ nhìn thấy trên đây mình sẽ tháo về gì đây. Đối với dòng về thay màn hình thì các bạn chỉ cần là tháo về pin thôi. Đó, mà muốn tháo được pin thì chúng ta tháo về cái ốc ở đây. Các bạn sẽ lưu ý nè, tuyệt đối chúng ta không được tháo những cái xung quanh như thế này, mất thời gian của chúng ta. Tại vì đây là Oppo F5, chúng ta chỉ cần là tháo về pin. Đó, cáp màn hình đây và cáp về pin nè. Đây là mình sẽ tháo ra. Đó, đây là mình cắt liên nguồn điện pin nè, các bạn thấy không? Về pin đây mình nhấc ra, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy đây là cổ cáp màn hình, đây là mình sẽ nhấc ra luôn, rất đơn giản thôi. Và đối dòng này thì màn hình đằng nào cũng hư rồi, mình có thể kéo ra, xẻ ra. Thì ở đây các bạn sẽ lấy những cái mỏng như này nè, đây là màu mỡ nè. Đó, cho tắt ra. Thì đây thật sự là mình sẽ hơ nóng, khò nóng trên đây, chúng ta có thể sẽ dễ dàng chúng ta tháo. Và đây là màn hình của Oppo F5 là mình đã tháo được ra. Đó, về cơ bản như thế này, thấy chưa? Thì đây là mời các bạn cùng xem trên đây. Đây thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ có về như là cái màn hình. Trên màn hình đây chúng ta phải làm sạch trên đây đi. Thì đây là mình đã cạo làm sạch hết, không có bụi bặm gì trên đây. Đó, thì cái bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì trên đây? Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ có về như là lấy một cái keo. Và keo đây là mình đang đề cập tới chính là keo OCA. Nhiệm vụ của OCA để làm gì? Đây là mình sẽ dán dưới đây. Đó. Và đối với dán keo OCA này cho phép nó giữ được cái màn hình cho nó chắc lại. Thì ở đây là mình sẽ dán về keo OCA lên đây nè. Các bạn nhìn thấy ở dưới đây nè. Đấy ha. Đó. Thấy chưa? Và tiếp tục cái thứ hai, ở đây là mình sẽ lấy keo OCA đây, mình đã cắt ra. Đó. Và lúc này là mình sẽ dán ở dưới đây nữa để cái cổ cáp màn hình nó sẽ chắc lại nè. Đấy ha, dán đây lại. Các bạn nhìn thấy là để giữ lại cái màn hình cho mình nó chắc lại và không rơi ra ngoài. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái gì đây? Các bạn sẽ lột cái lớp này ra. Đó, đây là một ha. Và thêm đây nữa,
chúng ta sẽ lột đây nữa nha. Này những cái lớp keo chúng ta để mở luôn. Thì đây thực sự đây là mình có thể mình cắt đây luôn cũng được, nó chỉ cần là có giữ lại cái màn hình thôi, cho chắc lại thôi nha. Đó rồi, lúc này nữa là mình sẽ cho một lớp keo và mình chạy dọc pin ở đây. Thưa các bạn nhìn thấy trên đây là trên cổ cáp màn hình nè, thì ở đây là mình sẽ cho về chạy dọc xung quanh ở trên nè, các bạn thấy không? Đây đường keo đây. Đó, đây là mình sẽ cho chạy một đường keo nhỏ nè. Các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ test hết màn hình đi rồi chúng ta mới làm keo như thế này. Đó, keo OC là keo mềm và dẻo thôi, nên vấn đề là nó chỉ là để hỗ trợ thêm cho nó dính, nên khi chúng ta làm chúng ta thôi. Đây cái này chắc là mình sẽ lấy cái lớp keo mới mình gắn vào đây. Đây thưa các bạn, đây là mình sẽ lấy một cái lớp keo mới, và keo đó chính là keo OCA dạng mới nha, để mình gia cố thêm và thay thế trên cái keo ở đấy mình đã làm hư. Đây, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, chúng ta sẽ làm sạch cái phần keo đi để tránh trường hợp về cấn màn hình. Đó đây thưa các bạn, đây ha. Đó, chúng ta cho một lớp keo mới trên này, thì lúc này chúng ta sẽ lột ra. Được chưa? Cái này chắc mình sẽ cắt bỏ đi đi. Rồi, đó là lớp keo đi thôi. Về màn hình, màn hình đây là với điều kiện là chúng ta phải test thật kỹ rồi chúng ta mới gắn vô. Thì đây là về màn hình là mới nguyên siêu, và lúc này là mình đã kiểm tra và đã test hết rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ vô đây nè, đây nó đặt đúng vị trí nè, thấy chưa, đúng ngay vị trí như này và ngay vị trí về socket. Đây thưa các bạn, đây là socket đây. Thì về socket này chúng ta sẽ nhấn vào socket này nè, nhấn vào cho đúng, thấy chưa, đúng vị khớp. Và lúc này chúng ta sẽ đặt màn hình lại. Đó, đặt đúng ngay vị trí nè, giống như là chúng mới vậy đó, rất là đẹp. Thì đối với màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, cái lớp keo này nè, chúng ta đặt đúng vị trí và chúng ta gắn lại cái cáp lại thôi. Đây, và thêm đây nữa mình sẽ cho một lớp keo ở dưới nè cho giữ lại, nó đã có lớp keo rồi. Đó, pin thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta không cần phải cho keo thêm, tại vì bản thân dưới đây nó có dính rồi này ha. Và lúc này là mình sẽ gắn về socket. Đây, đó là cơ bản dòng máy này chúng ta với điều kiện là chúng ta đã test hết toàn bộ trên đây đi nhỏ ha. Và đây mình sẽ gắn vào gì đây, socket của nguồn đó, pin, cáp màn hình. Và hiện tại nữa các bạn sẽ nhìn thấy trên đây, mời các bạn tham quan ha, cáp của cáp màn hình đây. Thì đây là mình sẽ gắn vào nè đây ha, và chúng ta kìm lại đó. Thì lúc này chúng ta sẽ bật ốc lại. Chúng ta lưu ý với điều kiện là chúng ta đã test thật kỹ nha, chúng ta mới ghi màn hình lên. Nếu như các bạn chưa test thật kỹ thì tốt nhất các bạn đừng có gắn vào. Đây là với màn hình là đã tốt rồi đó. Rồi đây là cái khâu đoạn cuối cùng. Cuối cùng thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, mình sẽ gắn vào gì đây. Đây là cái vân tay, chúng ta không bật nguồn lên vội nha, vân tay nhấn vào, và nắp che của vân tay đây. Đây ha, ở đây là mình sẽ có vào gì đây, nắp che nè. Đây đó, và tiếp tục ở đây là mình sẽ gắn lại vô nè, trên socket đây. Chúng ta ghim từ trên socket của đế sạc trước nè, các bạn lưu ý ha, thấy không? Và lúc này chúng ta gắn vào đó. Thì dòng ốc bồ F5 các bạn sẽ làm từ sắt viền này nè để tránh trường hợp về bể màn hình, thấy chưa? Chúng ta ghim lại đó, 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 trên đây.
Đây là mình sẽ ghim lại ha, mình gắn lại. Đó, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy đây là những cái quá trình mà mình làm nè. Và đây là mình sẽ bật nguồn lên nè. Đó. Khi sim mà chúng ta gắn vào, lát nữa các bạn phải thử là hết. Đây trong quá trình chờ đợi ha, mở lên. Các bạn sẽ bóp sát này nè, cái xương khung sườn nha. Chứ mà bóp sát là như thế này thôi. Thấy chưa? Đó. Còn sát mép thấy chưa? Rồi. Đây là quá trình mà coi như là chúng ta đã thay một cái màn hình nè, từ màn hình bể nè. Đó, sang màn hình tốt nè. Đây là màn hình mới đây. Đây là quá trình và thay thế là coi như là đã thành công. Chúng ta lưu ý. Thì ở đây các bạn sẽ test thật kỹ và chúng ta sau đó chúng ta sẽ bàn giao cho khách hàng. Đó. Chúng ta test thật kỹ ha. Và trước khi chúng ta test xong thì chúng ta phải có về như là test về camera, test camera trước, camera sau và vân tay, mic gọi nghe. Và lúc đó chúng ta mới giao cho khách. Đây là quá trình về thay màn hình là coi như đã hoàn tất. Rồi, clip mình xin tạm dừng ở đây nha. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể liên hệ là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. Hoặc địa chỉ 0922 422 422. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là clip mà như là mình đưa ra giải pháp về thay màn hình đã thành công, đã xong. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là địa chỉ của mình nha, 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp ạ. 0922 422 422.